chào các bạn đã quay lại với kênh các món bình dân của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ một cái món kho, đó là ít kho tiêu, kho nồi niêu này nè các bạn ha. Thì ở đây mình chuẩn bị là 400g ít, ít này là ít đồng mùa đấy các bạn. Ít thì mình mặc sạch rồi ha, rồi mình chặt miếng vừa ăn. Mình có miếng chanh và tỏi băm, miếng gừng, dầu hào, nước mắm, ngọt, rồi đó, tiêu và đường. Và mình có một cái nồi niêu này ha, nồi niêu thì để mình kho cho nó ngon các bạn ha. Rồi bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ ướp sơ qua cái phần ớt này, ớt này ha. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi niêu này lên và mình cho cái dầu ăn vô cho các bạn. Rồi cái dầu ăn này sôi thì mình sẽ cho cái phần nghệ băm, nghệ tư nha các bạn. Đó, mình sẽ cho phần nghệ này mình không dùng nước màu nha. Ở đây là mình không thích dùng nước màu. Rồi cái phần nghệ này nó sôi lên khi mà nó vàng thì nó sẽ ra một cái màu rất là đẹp ha, cái màu nghệ tươi cũng thơm nữa. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái phần tỏi phi vô các bạn, tỏi nè, tỏi với gừng băm ha. Đó, hai phần tỏi và gừng băm này chúng ta sẽ cho vô, chúng ta cũng phi cho thơm lên trước đã. Đây, đây nó đã có cái màu này nè các bạn này ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho phần nước mắm vô. Ở đây các bạn sẽ cho mình một muỗng cơm nước mắm. Ở đây thì kho tiêu thì mình chủ yếu là dùng tiêu nhiều ha. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ cho mình hai phần một muỗng cà phê dầu hào. Mình sử dụng cái dầu hào này làm cái màu của thịt nha các bạn. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tắt cái gà này và chúng ta sẽ cho cái phần ếch vô. Bây giờ cái phần ếch này các bạn sẽ cho vô đây luôn nha. Rồi bây giờ các bạn tắt gà này giùm mình ha. Bây giờ các bạn sẽ trộn cái phần ếch này lên, các bạn để các bạn nêm gia vị vô nha. Rồi ở đây thì các bạn cho mình thêm nửa muỗng cà phê cà rô, các bạn cho mình một muỗng cà phê bột ngọt. Ở đây các bạn sẽ cho mình hai muỗng cà phê đường. Tiêu thì mình cho hơi cay chút xíu, mình cho một muỗng rưỡi cà phê tiêu. Rồi nếu nhà bạn nào mà không có bé nhỏ thì chúng ta có thể băm ớt chúng ta bỏ vô thêm ha. Còn ở đây mình làm cho bé ăn cho nên là mình dùng ớt ít thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều này lên và các bạn sẽ đợi khoảng 30 phút các bạn kho, các bạn chế nước vô. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình khoảng ướp khoảng được 30 phút thì giờ mình sẽ bật lửa lên mình kho nha các bạn. Thì cái nồi niêu này nó rất là nóng. Bây giờ các bạn kho khi mà săn nước săn thịt thì các bạn chế miếng nước vô ha. Thì ở đây thì mình không có thích sử dụng màu nhiều cho nên là mình sử dụng cái màu nghệ thôi ha. Ướp cũng khoảng được 30 phút đó các bạn. Thì mình bật lên ha, mình kho. Thì khi mà ớt nó săn thịt á, nó sôi lên nó săn thịt như thế này nè. Các bạn nhớ là để cho thiệt là thăng săn thịt ha. Mình cho miếng nước vô đây. Vừa ngập ớt thôi. Rồi các bạn kho khi nào mà nó cạn nước là vừa ha. Rồi bây giờ các bạn đậy nắp lại. Rồi các bạn bây giờ ớt của mình á, kho có khoảng được 20 phút ha. Thì nó săn lại, nó rút lại như vậy nè các bạn. Đó. Thì ở đây á thì các bạn sẽ cho tiêu thêm ha, hoặc ớt cay thêm. Còn ở đây thì mình kho cho các bé ăn cho nên là mình không có cho ớt cay, mà mình sẽ cho cái ớt không cay vô đây, tức là ớt sừng ấy các bạn, ớt sừng không cay. Cái ớt này thì nó tạo cho cái mùi thơm của thịt chúng ta rất là ngon, nhưng mà nó không cay nha các bạn. Rồi ở đây thì mình sẽ cho cái phần hành lá vô luôn. Rồi mình tắt ra nha. Rồi như vậy là cái món này thì mình phải để như vậy luôn các bạn ha. Đó, để như vậy luôn, chút nữa mình đem nguyên cái nồi xuống rồi mình sẽ có cái trứng cơm mình ăn ha, ngon lắm các bạn ơi.
Rồi các bạn, bây giờ mình chan nước này lên nè các bạn. Bữa nay mình ăn cơm chiên nha các bạn ha. Đây, cái nước kho này rất là ngon nha.